Sau khi khảo sát thực tế dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, vào sáng ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các lãnh đạo các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc cung cấp vật liệu, cát đắp nền cho dự án đường bộ cao tốc đoạn Cần Thơ - Cà Mau. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Vĩnh Long thì có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, đến nay sau 11 tháng triển khai, khối lượng thi công dự án chỉ đạt 13% so với kế hoạch đề ra. Một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ là thiếu nguồn vật liệu cát đắp nền đường. Tổng nhu cầu của dự án gần 18,5 triệu mét khối cát. Hiện các tỉnh trong khu vực đã giới thiệu cho Ban quản lý dự án 14 mỏ cát với trữ lượng 16,3 triệu mét khối, trong đó đã hoàn thành thủ tục khai thác 3,6 triệu mét khối, khai thác đưa về công trường 1,5 triệu mét khối cát. Tại buổi làm việc, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị các địa phương quan tâm hỗ trợ cấp quyền khai thác các mỏ cát, đảm bảo cung cấp cho công trường tối thiểu là 3.700 mét khối một ngày một mỏ. Đối với dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị các tỉnh An Giang, Vĩnh Long xem xét hỗ trợ 90.000 mét khối để đảm bảo nguồn vật liệu thi công hạng mục đường gom dân sinh trong toàn dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, hiện nguồn cát cung cấp cho các công trình dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn thiếu, song tỉnh Vĩnh Long vẫn ưu tiên cung ứng cát cho dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu trong thời gian tới các nhà thầu cần có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các sở ngành liên quan trong việc thực hiện các thủ tục khai thác, vận chuyển cát đến công trình theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đề nghị các địa phương tăng cường hỗ trợ cung cấp nguồn vật liệu cát cho các công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc thực hiện các thủ tục để cấp phép khai thác, vận chuyển cát về công trường theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, cần cân nhắc việc rút ngắn thời gian, đơn giản các thủ tục theo cơ chế đặc thù để sớm đưa nguồn vật liệu cát về công trình, phục vụ cho quá trình thi công dự án.